속성, 일상, 날마다 하는 일, 날마다 하는 일, 하는 일. 옵나이, 도이다, 도이다 노이베, 국산, 모이나이, 항나이, 항나이, 람백 항나이, 네. 도이세, 에베, 람백 항나이. I will talk about everyday routine of my life. And then English, Korean, Tibet, okay? After that, you try. Okay, simply, I get up early in the morning, usually early in the morning. And then when I woke up and a little thinking about some day life and about future, about my plan, something, thinking time, like a meditation in the morning. And after then, I clean up my place, and then clean up the shower room for my business, and then get back to the office, and then I start and checking out the news, something news happened, some news, watching some news. After then, I started learning. English and learning actually Vietnamese, and then using some AI for some make a story, and I talk about story in Vietnamese, and then also I listen practice writing a piece of paper on the paper, writing, dictating. And then, and so this is a morning routine. There is a long story. So I only talk about morning. Okay, so now I talk about in Korean. 아침에 일찍 일어납니다. 보통 일찍 일어나서 무엇을 할 것인지, 그다음에 미래의 계획에 대해서 생각해 봐요. 명상하는 시간을 약간 갖고 나서 방을 정리하고 이를 위해서 샤워룸을 청소합니다. 샤워룸 있어요, 크게. 그 샤워룸을 청소를 하고 1층에 내려와서 뉴스를 봐요. 뉴스를 보고 그다음에 이제 베트남어 공부를 합니다. 베트남어 공부도 하고 베트남어 듣기도 하고 AI를 사용해서 공부하는데 도움이 많이 됩니다. 이 과정이 나의 기본적인 아침 이른 아침 시간의 일상입니다. 그리고 나서 오늘은 수영도 했어요. Oh boy. Okay. Now, tôi sẽ nói về nói thêm bằng tiếng Việt. Tôi thức dậy chăm sóc. Tôi đang nghĩ về cuộc sống mỗi ngày, hàng ngày, and kế hoạch chung lại, kế hoạch chung lại. Nên tôi Joseph Bang. Tôi Joseph phong tam qua qua min cho làm bếp cùng bếp tôi đã đi đến mô phong làm phong tôi đã học tiếng bếp sử dụng giọng nói ô sử dụng AI tôi đã lên tập nhẹ nhẹ nghe nghe tiếng Việt and bằng đọc viết nghe and tiếng Việt okay this is my morning routine. So now time your maybe I think evening routine. What do you say on the evening routine from not the morning. I already said about the morning, right? And then you talk about maybe lunch
afternoon or night, the routine, daily routine Oh, in English okay. and then Vietnamese and Korean. Okay, now your turn. We're talking about the routine in English. Let me introduce something about my routine. My routine, it's depend the week, because some week I work a night shift, some week I work a day shift. That's why my routine is a little bit different. If the morning in the morning, I wake up early and I drink coffee and I read Vietnamese new paper, and after that I prepare my breakfast. I get breakfast up and I leave my house to my company. My work so very busy, so I work 10, 11 hour per day. Okay. Because almost company in Japan, they are also has overtime. I have to work overtime every day. And when I come to house, I finish and I come my house. I take a shower and I prepare my dinner. Sometimes I lazy and I buy as a convenience store. I buy a dinner as convenience store, or I eat out. Okay. And I recently I go to bed before I usually read some this no novel, because I want to change my mind and I want to have a knowledge. Because if I think if I don't reading books, so I'm feeling less of knowledge. Okay. Yeah. Now you talk about Vietnamese thing. Thing that, yeah, you can talk about thing that I Sau recently. đây em sẽ nói. Okay, right now I talk about my routine in Vietnamese. Sau đây em sẽ giới thiệu về cuộc sống hàng ngày của em. Nó phụ thuộc vào cái tuần em làm ngày và làm đêm, thì cuộc sống hàng ngày của em nó sẽ khác một chút. Nếu em làm ngày thì sau khi em thức dậy thì em sẽ uống cà phê. Đây là cà phê ở Nhật thì em thường uống. Còn cà phê. Và em đọc báo. Và em đọc báo Việt Nam, em theo dõi và xem tin tức ở Việt Nam. Sau đó em chuẩn bị và ăn sáng. Và ăn sáng sau đó thì em từ nhà đến công ty. Mỗi ngày thì công việc của em thì nó rất là bận. Em thường phải làm 10 đến 11 tiếng. Hầu như ở công ty Nhật đều phải làm tăng ca. Và công việc của em thì hàng ngày vẫn lặp lại như thế. Sau khi kết thúc công việc thì em về nhà. Những hôm em có thể chuẩn bị nấu ăn bữa tối và em đi ngủ muộn. Những hôm em lười biếng thì em sẽ mua đồ ăn tối tại cửa Ủa hàng đâu? tiện lợi. Ủa đâu? Ở cửa hàng tiện lợi. Convenience store là gì? Tiên biết. Cửa hàng tiện lợi. À, cứ hành tiện lợi. Ok. Nè. À.
Vinicius đúng Yeah, that's all. à, của hàng tiền lợi, tiền lợi à, ok. Yeah. Now you talk Oh, Korean, so very difficult. Korean. But when you don't know word, you can ask me in English. I'll tell you the meaning of words, okay? yeah. Okay, you try. So right now, let me talk about my routine in Korean. Okay. So Trial. main a gym cho nên in chiếc giờ Irona so Pirun Mexico về thứ năm sinh môn cơn sinh môn nương Đúng rồi. ích cô ích cô ích Ok. xâm lý cơ ô hê cho nên a chim chuẩn bị ha cô a chim một cốc so chip bù tho không biu cơ quê sao quan ca chi ca cối so dù Ok, vậy là cái gì? Cái gì là cảm gì em quê một câu sa chút e quê sa rô ayo âm nị ta quê ok sa rô ok ayo mẹ in cho nên ship ship si can ship si can ha cối sao dù chê chỉ cấp bun chọn man bập bay dù rồi sau do rồi huy anh bố này sau do rồi huy sa e chỉ cấp chọn man bập bay dù overtime ha tăng ca overtime tăng quốc cầu Overtime à, bắt đầu quen là thế nào? Chúng ta cùng mình. Chúng ta cùng overtime. nè thế cơn thế cơn huế cho nên chip bro ca vô cho nên cho nhóc chuẩn bị cho nên huế xa huế sau cho nhóc cơn chuẩn bị chuẩn bị ha chuẩn bị hu e cho nhắc cương một co vô Bây giờ số anh chị bây giờ. Ở nhà, ở công viện, công ty. mê in chỉ phụ tho ca chim phê sa ca chi phê sa ca bù tho chỉ ca chi mê in bị sứt hay vô Ok. Anh đi chọn, anh đi chọn. À, chân chân của hàng tên 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 tuổi. Tony Trump bỏ về cái tên. Của hàng tên tuổi. cửa hàng tiện lợi Tên lợi. Tony Trump mới được bỏ về đó. à Benny chấm cửa hàng tiện lợi Tony Trump. Anh đi cho mẹ sao?
học cho nhóc bố gói không? So cho nhóc Thăm một cho người. Một. ta Thăm cố sao dù ta một. cố một coi dù Ok. chu mu chon cho nên check cường ít sao dù check cường ăn ít sao mion chia ốp sao dù Không biết. Không hiểu. Vậy có sao làm được sao? Chẳng sao này không? Ok. Tuyệt vời. Đó là xin tặng. 우리가 북송 생활하는 거 데일리 라이프 중요해요. 관점. When khi chúng ta có thể trao chuyện với đối tác trao đổi ngôn ngữ ô Nè. Paris bằng ngôn ngữ foreign language we should know about the expression in daily life. Daily life expression is very important because we can communicate with the friend who speak in a different language. Nè. So, and then, for example, we are doing many things every day. Let's talk about produce. Yeah, we are Blouse. yeah produce. Daily routine. There are many things daily routine. First, sleeping. Sleeping is most important, and then new 잠자는 거, and one thing is eating. We usually more than 3 times to eat a day. Breakfast, ăn sáng, buổi trưa, lunch, buổi tối, dinner, and Nên. we usually eat some meet friends and go to the bar or restaurant or we sometimes eat snacks. So, and then eating is very important. Drinking also important. That Yeah. means these are all the food we call food. Food là món ăn. Âm sĩ. Ẩm thực. So, and then, sleeping to get rest and get energy. Without sleeping, we cannot survive because too tired, right? Without food, also we cannot survive because we have no energy. The main basic one is two things. And also, how about this? Ow. Ow. Ow, ow. Make ow. Get out. Out. Produce. Yeah, produce. We cannot live without naked. Without clothes, we cannot. Make one out. So we go when we go công ty thì làm việc. We need to wear proper clothes, Uniform. I have your uniform. uniform. Yeah, something like that. And then also when we sleep and we are comfortable clothes. We to put on clothes, we should buy clothes. We should Mua mua. we should clean up. Này. Clean up, yeah, mua sắm, yeah, clean up. Seta-ki, washing machine. Washing machine. In Dẹp quần áo. là gì the thing that washing machine Dẹp quần áo. anh nhớ con áo ok jet con áo yeah so and we use jet con áo sử dụng jet con áo để clean washing and clean out so and then sometimes like wet suit so we need white shirts we need to make it this. À. Iron.
Iron. Tiếng Việt là gì? Ủi quần Ủi. áo. Hả? Ủi quần áo. Ủi quần áo. Ủi quần áo. In Korean, 다리미질 하다. 다림. 다림질. 다리미. 다리미. So, and also, sometimes we don't have time, we go to the laundry shop. Right? When we eat outside, we go to restaurant, right? When we travel, when we go for other work, we go to hotel. This is a house, and then if we cannot stay in a house, we stay somewhere, in friend's house, or these are lifestyle, big lifestyle. When we don't cook at home, we go for outside to buy it, restaurant or some street food or cô hàng trên lối, the Nè, company cửa hàng tiện store. lợi. So and then many ways. Also, the out, if we can clean up, we can use the jet back out, the washing machine, but we don't have time. You can go to the laundry shop. Laundry shop, là gì in tiếng Việt? Laundry shop, laundry, laundry. Lottery. Xe tắc sổ. Tiếng Anh là xe tắc sổ. Cửa hàng đồ cũ. Cứ ăn của cũ, okay, cứ ăn của cũ. So and we can do that. Cứ ăn của cũ, and then we can do that. When I travel in Vietnam, I use Cui Hang Goc Co because I don't use jet. This is Cui Hang Doc Co, Doc Co, Cui Hang Doc Co là xe tắc sổ, tiếng Hàn, xe tắc sổ. Okay. So and the main thing is already I talk about three things: daily life, right, and then sleeping, Nè. food, and out. And one more, we need a cream. Yeah. You know, and then because when we get up and then we have some I what is it this? When then we wake up and there's some what is it? Gang What mát. is it? I something like đúng cô or something, and it's not good. The hair is not good, and then so we need it to clean our body, to go outside, and sometimes we wash our hair, we wash our face, and sometimes tam we took shower, we go bathroom, and then and in Japan also, Japan we have, and in Bắt Korea also, and then public bathroom, tắp. mokyoktang. And then I don't know in Vietnam or Vietnam, do you have one? Maybe Japan, they have, No. onsen. In Japan has onsen, so Onsen, everybody onsen. don't wear cloth and Yeah, right. Many people take go a to onsen. summer together. Yeah, right. So in Korea, also same, but not onsen. We are public bathroom, mokyoktang. Now, how about in Vietnam? In Việt Nam, No, at home. At home. so bus Usually the clean body at home, right? First thing. Kiong can chi ki nun trinh hút một giọt Nè, the shower. con can temune chi ki nun trinh hút một giúp. Okay. Anyway, so there's four things. Already we are talking about four things, right? But and how about the lady? Lady. Lấy đi. Yes, lady. After you wash your hand, normally it's a man, just go outside. Don't need makeup. Just only and
using lotion or something? No. But how about lady? Lady do makeup, daily routine. At least the one lipstick or the makeup. Lady do makeup. What is makeup? Thing bếp. Trang Hajang điểm hada. Makeup in Korean, hajang hada, hoa trang hả ta? hajang. Trang jem, right? Can you pronounce it? Patam là trang jem? Trang điểm Trang điểm, okay, trang điểm, nè. trang điểm. So, and this is kind of that. And then also, if we go one more thing, how about working? Working. Quốc kính You know, and every person do working. Even no working is working. Làm việc, không làm việc, làm việc. holiday No, not holiday. Paxu. No work. You no know work. Paxu? Yeah. So everybody has a time, you know. I mean that everybody sleep, everybody eat, everybody get on, put on produce. Everybody worship if they live normal life. Somebody don't worship if they don't normalize. No. Because they always less than at home, you know, otaku. À, otaku. Sometimes like that, they don't go out, then Oh. no need to worship. But No. in normal life, people do worship, all right? Now I talk Yeah. about it. But so this is a pattern. All the specific time we can do that. Sleeping usually nighttime. Eating food and breakfast, lunch, dinner. And how we usually in the morning we get dressed, and then we use all day, or come back and then we get change the clothes, and then washing machine also same. And also the wash is also morning time. After we working, we take shower, right? After we exercise, we take shower, something. If we got a sweat. What a sweat? It tam, tam, thiên hạ là tam, sweat. And in thiên bên là gì? Sweat. Tam. Relax. No, sweat. After work, after lunch, we got sweat. Sweat. Nước. Open, do, có thể. Sweat. Swat out, lột cho mặt. Tam, tam. Thiên hạ là tam. Tâm. In your thing bit là gì? Sweat. When you work and then make sports, you gotta in the face there's sweat. Sweat. À, What is it? đắp mặt nạ. Thiên bên là gì? Đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ. Okay, đắp mặt nạ. So and then like that. But then this is also the four is very important. Most important is làm việc. Không làm việc, làm việc. For example, học sinh đi làm việc, đi học. No. Like nhân viên, you are nhân viên, right? You are Nè. employer. So you go to công ty. Đi làm việc ở công ty, right? Nè. How about housewife? À, how why? Housewife, if they nowadays, you know, mapori. Have you heard about mapori in Korean? Không biết. Papri. Mapori là in Korean, it means couple work together. Couple work, Oh. both work. And then man work, woman Mình work. also Husband work, wife work outside. So and then after working, they care children, they care house work, they food some make food some, and then this is we call mapori. How about in Tengbet, Lazi? Mapori. tiếng Việt
hai vợ chồng cùng làm việc. Hai giờ công dùng làm bếp, working, both working, hai giờ Why and hai vợ husband chồng put cùng làm bếp, together. hai vợ chồng cùng làm bếp, it's the same meaning. So and then, if the lady don't work and then do the housework. Houseworking is also many things to do. Prepare a cooking or cleaning a house, and then something to do. Many things. This is the daily life. And also, if a specific job like a fisherman or farmer or a miner and or some specific job and then the programmer. And then different style, a daily routine. But every day, mostly every day, except the holiday, like Chunya or Dubai, Chunya, except. And then people do work, Lambek. That is a daily routine about it. So, and mainly, I think the five things, the very important. Sleeping, one. Food. So, for teacher, so how many hours do you sleep a Sleep. day? Sleep. Thing bed. Can you ask thing bed? Mỗi ngày thầy ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ? Đối nhủ. Mỗi ngày tôi ngủ do 6 giờ. 6 tiếng đồng hồ. 6 giờ, sáu tiếng rồi. Because 6 or 7, 6 or 7. Tôi là new new chăm sóc. And tôi là tóc tóc trái tóc trái get up. Wake up, tóc trái. Wake up, tóc trái. À, thức dậy, thức dậy. Tóc trái, tóc trái, chăm sóc. Ba em, tan, how about you, thing đây là gì? How about you? Còn bạn như thế nào? Công ban như thế nào? Ok, công ban như thế nào? Con bạn nữ thế nào? Con bạn như thế nào? Nữ. Em chỉ ngủ được 5 đến 6 tiếng một ngày thôi. Năm. Năm từ Ta sáu. sắp xếp ta sắp kê si can bu thò yo yo sắp si can Ngăn, yo, nữ. No, tương Kyle. chayo. No, không đi đâu. Okay. So we should know about that expression, our routine, and then knowing about that. This is very important when we communicate with the other people who learn foreign languages about we can, with the friends, and then I can talk about my daily life. And then also, I can ask you your daily life. And then, for example, what time today? What time you go for work? Mấy giờ hôm nay? Mấy giờ em đi làm việc? Hôm nay em 7 giờ đi làm việc. Bảy giờ đi làm việc. So we can communicate your chuyện. You can ask one any question about five topic. The sleeping, food, make out, and wash it, and then lambek. You can ask one question to me. Maybe you can ask one question in Korean. Son xin son xem nim hòn cha rô san cô ít sòi 어디에서 살고 있어요? 오다오? ông I'm so 오다오. son xem nim hòn cha rô
ok, Honda thay tôi sửa. Hôm tôi xong step coworker. Hai hai ý chứng mới two floor Câu quốc cỡ đồng nghiệp. two floor. Cô hai cô cô Nam Phong. Tôi xong mô 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 phong and cô my step work next Net next to room and then net room. he lives next room so Oh. usually Hà Nội xong ở nhà không làm việc Oh. hôm nhà là căn căn nhà nhưng mà ở làm việc cô phone and tap tap and có thể now now mong bẹt mong ăn một bẹt một bẹt mày có thể ăn so okay so one more question to you and So, then what do you do when you feeling stressed? What do you mean? What do you do when you have some stress underwater? What do you do when you has Problem. some problem about the job? When you feel tired, What do you do when I feel tired? Best way sleep. only Yeah, step. mệt quá tôi tôi ngủ Nó nên tôi cô mắm mẹ cô mắm mẹ mạnh mẽ can hả ta? mắm mẹ sau 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 ngủ sau ngủ tôi cô mắm mẹ sau ngủ và dạy không? Này. After sleeping, I can get more energy. Think that 뭐라고 해요? In it, think that 나는 sleeping 잠을 잔 후에 좀 에너지를 힘을 더 얻을 수 있어요. À, sau khi tôi ngủ thì tôi cảm thấy khỏe lại. Trái lại. My question about the daily routine and at work at công ty when less time less time and then what usually do in the at work in the less time for example after eating after something eat or break time in công ty. What usually do? What I usually you talk with Indonesian people or Brazilian people. do? You chào chuyện. Okay, think that you can think that. Tôi trò chuyện với người Indonesia hoặc là người Brazil. Brazil. Okay. In Korean, you can talk. Một 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 phần 1분 남았어요.